ta sẽ cúi đầu. Tôi trên này chẳng có mấy khi mà sướng đâu. Cô nàng này để chẳng mấy ai mà giống ta. Thế nên cứ bị hút đi, chẳng cần đúng sai. Chắc gì có ngày mai ta còn ngồi với nhau. Hôm nay là thứ mấy, chắc chắn là thứ bảy. Hôm nay là thứ mấy, chắc chắn là thứ bảy. Hôm nay là thứ mấy, chắc chắn là chủ nhật. Hôm nay là thứ mấy, chắc chắn là chủ nhật. Nào nào mình cùng lại đây bên ba, để cho nó hết thôi đến một đường ga. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết thôi đến một chung ga. Quăng chân cái bông, quăng chân cái bông, quăng chân cái bông, ta cùng chơi bingo. Quăng chân cái bông, quăng chân cái bông, quăng chân cái bông, ta cùng chơi bingo. Chân lên lên cao, sóng cứ nhấp nhô. Trong xa xa ngoài kia thấy em khẽ cười. Hãy sẵn tên sống tinh long là có đủ. Đối phần thiết còn tiếng cái gì chỉ biết đêm nay là thiếu ngủ. Em xin tự giới thiệu, nickname của em là girly. Quần đùi áo hở sexy đó chính là em. Và xì tay đó cũng chính là em. Và những cô em thích ăn cà lem, để anh dẫn em đi thầu đêm rồi xong chút nữa mới đi ăn kem nha. Hey, hôm nay là thứ mấy mấy anh ơi? Come on. Cảm ơn anh Abu, Abu Rahim. Cảm ơn anh rất nhiều đã Abu Rahim. Nào nào mình cùng lại đây phân ba, với cho nó hết. Có phải là bỏ lại nỗi đau, cười khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoang đổi không hoàn hảo. Cũng do ngốc mà thôi, đã biết là cho không nhận lại. Tại sao lại nói cho người ta biết để người ta phỉ là nói dai. Cũng có lúc em bị trầm cảm vì một cú sốc như vô hình. Vì một người em quen biết cướp anh đi mất, liệu rằng em có bình tĩnh được như vậy hay không. Hay em xem đó là trò đùa cũng như bài hát anh gọi tên em. Nhưng đừng cất em từng hứa, ở nếu lời hứa mà em từng hứa với anh là hôm nay dư thừa. Thì anh cứ phủ như chưa từng nghe, một lời chia tay không còn nữa. Vẫn biết em tốt với anh, nhưng anh lại yêu một người khác. Tình yêu tam giác của ba mũi dao, biết như vậy mà em vẫn đổi trác. Có thể anh cho em khùng và chia tay không dứt khoát, nhưng em sẽ cấm anh làm em đau, tạo vết thương bên trong thể xác này. Em cấm anh nói yêu em khi đang trong vòng tay người khác. Và em cấm anh nhìn vào em bằng đôi mắt đen không còn cảm giác. Em cấm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em. Đối với tư cách giá trị một người đi trước của em vẫn hơn một lần. Em cấm anh đem so sánh ai tốt hơn những việc em làm, vì anh chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữ cần được quan tâm. Em cấm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Em cũng sẽ cấm anh nghe từ cấm khi em không còn là người ấy. Cậu Phim mê gái ơi, sao không nói lời nào?
lại nỗi đau của khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoán đổi không hoàn hảo. Cũng do ngốc mà thôi, đã biết là cho không nhận lại, tại sao lại nói với người ta biết để người ta phỉ là nói dai. Cũng có lúc em bị trầm cảm như một cú sốc như vô hình, một người quen biết quen biết cướp anh, liệu rằng em có bình tĩnh. Phin dám ạ, Phin là